Chiều ngày 13 tháng 3 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ đã ban bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép thêm 50 tỷ USD được bổ sung trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đài CNN đưa tin. Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, ông nhấn mạnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp là vô cùng quan trọng và nhận định tình hình dịch tại Mỹ có thể xấu đi trong khi 8 tuần tới mang tính quyết định trong cuộc chiến chống dịch COVID ở Mỹ. Các biện pháp được đưa ra bao gồm hợp tác công tư để sản xuất thêm các bộ kit xét nghiệm, công bố cổng thông tin trực tuyến không tính lại các khoản vay cho sinh viên, tăng nguồn dự trữ dầu chiến lược. Đáng chú ý, ông Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm đã ban hành nhiều chính sách gây cản trở cho quá trình sản xuất các bộ kit xét nghiệm, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 13 tháng 3 tuyên bố nước này sẽ ở trong tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày tới để chống dịch COVID-19. Theo hãng tin Reuters, đây được xem là một sự tăng cường mạnh mẽ về chính sách, vốn cho phép chính quyền hạn chế người dân và cung cấp hàng hóa theo khẩu phần. Tình trạng khẩn cấp trên sẽ chính thức được quyết định tại một cuộc họp nội các vào hôm nay ngày 14 tháng 3, sẽ trao quyền cho chính phủ thực hiện nhiều biện pháp khác nhau bao gồm tạm thời chiếm quyền kiểm soát các nhà máy hoặc bất kỳ cơ sở nào khác trừ nhà riêng. Các trường học đã đóng cửa trên khắp đất nước, nhiều rạp chiếu phim, nhà hát hoặc sân chơi ngừng hoạt động và các cuộc xét xử bị tạm hoãn ở một số khu vực. Tây Ban Nha có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai ở châu Âu sau Ý. Con số được ghi nhận hiện tại của Tây Ban Nha đứng ở mức 4.209 người, tăng khoảng 1.000 người kể từ ngày 12 tháng 3 và 7 lần so với hôm 8 tháng 3, khoảng 120 người đã tử vong. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.